khóa không được khung á, đúng rồi, khóa thì không được khung nha. À tôi ác của tôi á, ác của tôi chưa đến run nhá. Thôi mấy ông này trôn đấy, mấy ông này đồ đấy cho anh 20k cắt tóc ơi. Không có của ông sao kỳ ta, anh em này có trôn không nhưng mà không không có thật. Rồi bắt đầu nhiều ông kiểu ấy rồi, mấy ông này trôn rồi. Thôi bỏ tay rồi, đây là do xui. Ôi có ông nào donate này à? Ông donate ở bên ngân lượng ông ơi. Ui ông này, ông nào donate này? 150 2 lít này, Ngon vậy, 2 lít 50. ngon. Donate 2 lít mấy này? Cho em xin cái À link của anh là link gì ông ơi, link gì á? ông donate bên ngân lượng ông ơi, Lạc 10 ngân game lượng đầu nha. đâu rồi, anh đi lạc này, lạc 10 game đầu nè ông, cái lạc này lạc 10 game đầu nè, nhưng mà tôi đánh hai hai mươi mấy game rồi. Em ơi, Muốn đánh hả? vô này. Ông donate kiểu như là ông donate bên kia thì tôi được 100% ấy. Nhà bạn biết đó, ai ông nhà bạn biết đó, cảm ơn ông nha. Ông đi donate 2 lít máy, không không tìm đây. Leona tiếp mục tiêu donate trong Mua đất ở đâu anh ơi? Mua đất thì má mua đất như thế nào mới được? Ông mua đất như thế nào? Chào ông DS Riven nha. Con Gravet này nhìn cây lọ quá. Nó xấu à, Ủa nó xấu à. Đi ủa donate đây. ủa ví dụ anh Hiếu nick mà mất 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 số điện mất số điện thoại thì còn Gmail thì có đổi bát được không? Được Được hả? Cũng được. hả? Rồi ok, hiểu rồi, hiểu rồi. À ông là ông donate ở bên ngân lượng ông ơi, bên ngân lượng là bên đấy thì tôi được 100% mà. Ví dụ ông donate bên bên này thì 100k tôi được 70, mà còn bên bên kia thì tôi được 100 luôn à. Hai hai xem em ơi, Đây đây tôi đây phải con quái cho bên hai đây 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 con quái này lên, ăn con này nè, ăn con này nè, level 2 nè, lên ba lên luôn này, lên luôn nè, lên luôn nè, ăn level 2 lên, lên luôn nè, quái nó biết rồi. Thôi nó thôi biết thôi rồi, thôi nó lùi rồi, lùi đi. Đi nó đam to lắm em ơi. Được đâu. em Cái có này hồi đánh máu ra em có đây. hồi máu em có hồi máu Ủa sao nó bắn cái quy chuẩn quá vậy? Yên tâm cưng. Biết anh. Pew. Thôi ơi ghê thế nhỉ. Anh giữ lệnh nha, giữ lệnh nha. Giữ lệnh cho em này. Má nó biết là nó quy chuẩn quá. Nó đam phố à, hai thằng kia đam phố à. À cảm ơn Việt nha ông ơi. Cảm ơn ông nha. Đấy. Úi. Đâu đấy trở này. Hiếu lại Hiếu. Thôi cảm ơn Hiếu với ông ơi. Là Hiếu. Sao anh chỉnh phím A cái vòng tròn là cái cày đặt cái đó không? Cái hiện tầm đánh này nè, ông có thể tắt À. đi, ông tắt đi là được. Đi cạo râu á. Đi cạo râu á, bây giờ nuôi mấy lâu rồi đi cạo hơi phí. Ok mai mai đi cạo. Cảm ơn Hiếu Được nha. được được nít mà có Gmail mất số điện thoại vẫn đã bắt được mà. Được. Dọa nó thêm ơi, dọa thôi. Dọ về giết Được luôn. không? Chết rồi. Không dám, không dám, không dám, không dám, không dám. Ấy. Nó đang diễn đọc mà. Đọc yếu lắm anh, đọc cấp 1 ăn thua gì. Vào cứu nó này, vào cứu đường này. Tao mời xong. Được, bắt xong rồi. Quá một đống
cao nha, có bóng cao nha. Anh về item đây. Ờ, à, còn tôi đâu, còn Huy tôi không? Mana của Mana Huy tôi đâu? Đồ quánh đồ, quánh đồ. Thế nào này? Đồ. Trời ơi. Nó tóc biến. Về đi. Thế là. Nick này 7835 skin. Full skin. Nhìn trẻ quá vậy. Anh được hỗ trợ kìa, anh được hỗ trợ kìa. Ờ, thì lúc này anh ấy mà anh có tham gia bú cu mà. Đấy, anh em thấy tôi support bà lắm. Không cực mắt luôn. Vào bé mấy hôm này thôi. Nearly support rồi không? Support thì đàng hoàng không rồi, thằng AD chửi chết mấy em. AD bảo đơ mơ với support đéo rồi, support nearly. Em ở gần ba mẹ, ok. Ai giết như lỗi đam hay không? Cái đấy là nó ấy mà chẳng qua do mình mới vào mình yếu đi. Đất này có neo pack không ơi. Đất này nói chung là không thấy tết nha. Neo pack CV. Ê mày. Thằng này. Thiếu đốt này. Anh chai cua John, chai cua John. Rồi, ai đi. Rồi, ai đi. Đâu rồi. Đi drop nha. Ê, để anh. Rồi. Đất này thì neo pack không ơi. Bên này, Andy này, rồi Dyrus này. Nói chung mấy skin hết là có hết rồi. Với lại full cửa hàng. Đúng rồi. Thì đam to á, tôi thấy bình thường à. Chẳng qua vì cái bảng nó mới vào ấy được được. Bạch Kim Năm luôn có mua không ơi? Bạch Kim Năm thì ông phải tầm 250 skin chứ lên thì tôi mới mua được. Tại nít người ta tới 400 skin mà tôi đền chỉ có cái nít 200 skin, 250 skin. Tắt này thì giá 5 củ 5 em. Em vô này. Chơi em. Tắt thì chơi. Lùi đi. Lùi tí để tăng nha. Anti này, Yanna nha. Từ, thằng cái chết nó đâu rồi nhỉ? Thằng đi. Lùi đây đi. Rồi, ra đi anh. Thằng nào cũng được anh á. Anh giết nào là anh cứ nói anh giết. Nó ấy rồi. Yanna này. Sau kia. Yeah. Rồi, giết đi. Ai ra đâu á. Nhân nào tóc biến rồi nhỉ? Tắt full skin đây còn không ơi? Còn nha. Còn 2x. Chơi này thích đi chơi lúc này. Anh tăng này. Vô này. Cho. Rồi để lính cho nó. Vô đi anh cầm chút xích anh. Bê chủ anh bình thường không? Rồi ai đi bớt đi. Hay nhất nè. Em bên kia vàng anh ơi. Em bên kia vàng. Đầu sáng mai dắt chơi ác kia. Thì buổi tối chơi phúc thì chơi vàng mới đua được. À lùi lên này, lùi. Hay nhất nó đứng ở trong đây. Hello anh Bạch nha. Hello anh. À đi tao kim cương kìa. Chúng mày cẩn thận nè. Thấy không? Nít full nữ kim giá 5 củ 5 nha anh em. Rồi anh được 7-6 lít rồi, được 6 lít tiền mua mít. Mua mít mới. Mua mít mới thôi.
ông anh em anh em nghe đầu ta đó. Bốn củ được không? Không ông ơi, giá này là giá rẻ nhất lắm rồi. Chứ giác này vào shop thì 8 kim cương 5-70 skin mua được bao nhiêu? Nếu mà ông nào mà kim cương 5 mà tầm 70 skin, 80 skin, 90 skin, 100 skin, 110 skin gì đó mà có Gmail thì inbox cho tôi. Một tôi cần một nít thôi nha. Một nít thôi, một nít duy nhất thôi. Còn mấy ông bán nhiều hơn á thì mấy ông liên hệ hệ cho anh Hiếu á, Hiếu anh mua ập skin nhiều. Chứ tôi không có mua skin nhiều đâu. Chào anh Phong nha, hello anh Phong. Chào tuần. Chào công viên. Chào Đăng nha, Khôi. Tôi em ơi. Từ, nó hết lock rồi, Bớt đi. Bớt đi. Bớt đi để anh kẹp cho, để anh kẹp cho. Rồi, nãy rồi. Giết hai này. Giết, à rồi. Tại vì cái đợt tôi chứ. Sao. Chào. Tăng hình đi. Rồi, để. Em cũng cáo mua nít. Chơi đi. Không tới à? Không có mana anh ơi. Rồi, xong rồi. Lùi đi. Có bao nhiêu tướng nó hiện hết, còn tôi thì đâu có bán ngặt đâu mà có mấy cái đó. Tôi dạng như tôi mua đền cho người ta đó, cái đợt tôi đang rít của anh Ngô Dương đó, cái ông mà tên là rít là tên là Hi Z đó, Ngô Dương á, anh hay donate tôi á, mà tôi chơi lỡ tôi chơi xin thịt chiên một game mà nó khóa rít tôi luôn 6 tháng. Bây giờ tôi phải mua cái rít nào tầm đăng nhà cũng được hết trơn, mà tầm trên 250 thịt kinh thì tôi mua tôi đền cho anh một cái rít, chứ tôi không có bán rít nè nha. Mấy ông nào mà mua rít bán rít thì anh Hiếu nè. Mà anh mua lại một skin nhiều skin rồi, anh ấy mua không? Không mua hả? Skin mà phải mát skin anh mới mua. À mát skin đó hả? À căng rồi nha, mát skin này căng. Mày ác đấy anh đầy. Bây giờ ác không mà bây giờ ác đầy lắm rồi. Thì anh có đất nào tầm kim cương 75-50 skin trở lên chia em lại cái đất coi. Má em ơi, em đền cho ông kia cái nít. Cho ông chơi giờ hết mùa rồi, ông cứ BM rồi. 50 skin tầm 100 tướng được kim cương 5 á. Chủ yếu là cái khung á, chủ yếu là cái khung kim cương là được. Chia là tầm 2-300 gì đó, hay là vài trăm ngàn. Khổ quá. Solo. Ha đấy, ha mày. Mày. Em đang ở dưới boss lần anh ơi. Anh em vào hỏi anh hỏi. Ờ, ngon, anh em vô bút cung. Ngon gì? Ngon, anh em vô gã bút cung. Sao đền thế anh, mình chơi bị khóa nít thì mình lấy đền chứ sao. Tới khi nào nít của anh được mở lại thì mình lấy lại thôi. Mình lấy lại nít của mình. Này cho mình chứ cho ai đâu, chắc ai bây giờ. Bạn có quen ai số thông tin không? Không ông ơi, tôi không có biết ai số thông tin hết á. Anh có làm được số thông tin không? Không. Ừ, vậy là thua. Tôi không quen ai hết trơn á. Tôi nhận bị lừa. Xóa mà hát thôi, xóa bán thôi chứ xóa. Tôi chỉ nhắc ông mà tôi hả, cũng thật bị lừa phải không? Giờ lừa đảo nhiều lắm. Lúc trước anh xóa, má nhận nhiều thì kêu đắt. Đó, lúc mà... tiền mấy cái đó rửa ra đắt rồi. Khó xóa. Do. Nhận nhiều thì kêu đắt. Rồi, nói này kia. Mệt lắm lúc đầu. À mình xóa mình đắt mình bán thôi nhanh. Coi em Bobby à. Ai đi. 3 lít mà đắt. Bó này. Thì ta luôn.
mà thôi. Không làm đâu. Hãy khúc mắt lắm. Kim cương 420 skin này. Không, không có bát. Nếu mà full skin nó không cần bát đâu. Full skin là full full shop được rồi. Bát thì đâu ra không, khó lắm. Full skin là kiểu như anh Hiếu là dạng như là full skin là mấy ông full nhiều nhiều lên tầm 500-600 cái gì đó, hiểu không? Là full kiểu đó. Chứ không phải là full hết cái bát luôn, bát thì đâu ra. Nít chỉ có mấy nít full hết là mấy nít chuyển từ server ngày xưa, chuyển từ server si về thôi. Hoặc là mấy Arcana thôi, chứ đâu ra. Tại vì tôi đã từng chơi nên mấy cái nít đó tôi chơi rồi. Tôi ngày xưa bên là gì đó, tôi chơi mấy cái full skin tôi chơi đầy chứ. Tôi tới hai cái full skin. Có cả bát TF, bát giác, bát lưng. Đợi có xịt chim mà, ông nào có xịt chim hồi lúc trước, là tầm 1 năm trước là mấy ông biết mà. Ê, 2 năm rưỡi trước chứ. Nít Arcana thì thầy, có gì không? Ừ, nít Arcana tôi, nít thanh đi của tôi đó. Nít của tôi là full hết luôn. Chào Khánh Vân nha ông ơi, chào Lý Tao nha. Đây không có rừng, rừng là Gravex đâu. Em cũng đọc chat ở đây à, Henry có mà, đọc hết mà. Nhưng mà những câu hỏi nào trả lời được thì mới trả lời thôi. Chứ trả lời nhiều rồi, không có sức để mà trả lời. Anh em ơi, con đây này, con đây này, con đây này. Ở đâu anh? Chưa, chưa. Chưa tới, chưa tới. Nó thấy anh rồi, nó thấy anh rồi. Tăng anh đi, tăng anh đi, tăng anh đi. Nó chết rồi, nó chết rồi. Lui này, lui này. Chết này, chết này. Nó muốn giáp rồi. Double kill. Bị mất số điện thoại thì sao anh chịu rồi, mất số điện thoại ông còn Gmail không? Nếu mà mất ông phải còn Gmail thì may ra. Chơi kia đi được không, được không? Xong em rồi đi. Má nó dùng đam vô ghê quá trời ơi, tên bạn quá đông. Tên bạn quá lắm, tên mình đang bận farm à. Bả cái đá mà ra ve này ổng lên cái đại bác liên thành chứ. Đập lăng biết chơi đó. Chào luôn nha, anh xin lên không được. Xin lên không được thì mình đi support à. Ấy gì vậy? Phải anh nên đi cho em hỏi tại sao anh không lên giao điện trước lên vô danh. À tôi lên cái giao điện đẩy cũng nhanh nhưng mà tôi lên cũng tốt là nguồn cung hơn, dạng nguồn cung là vô combat á, bật rờ lên nó bắn được nhiều hơn, nó bắn dạng như bắn gần như bắn xa luôn, ba thi mà. Còn giao điện là dạng như bắn đam thôi, nhảy lên sốc điện cái đam một lần thôi. Cho nên này đẩy nó nhanh hơn, cái này cái nguồn cung là đẩy nhanh hơn giao điện mà. Cái này lên nguồn cung này, đến nguồn cung này để ông kích hoạt cái độc á, không nó có được cái độc á, lợi mà, nó ngon giao điện mà. Thằng này, thằng hình này. Thằng hình này. Vô thằng này đi, thằng tăng đi. Từ thôi nha. Này. Nghe cầu cào sau nha. Tóc mới đâu có đâu, anh tắm xong rồi. Em có tóc biến hết trơn nè. Tôi chơi lỡ là... Tôi chơi Liên Minh hồi 2013 không ơi. Thằng Vít to nhá. Từ. Anh đi Vít to này. Đờ mắt xấu rồi. Lui lên tăng nhá, lui tăng nhá, vô này. Tới rồi. Thôi, đờ ra ven kìa.
Xong rồi nó phải ném ném yếu vô hả? Ờ ném người ta không có đam luôn á. Thường thường là nó phải hai món nó ném mạnh lắm mà ta. Ông này ông ném cảm giác như không có đam. À ông cầm cái điểm ở đạo tặc anh ơi, đam đâu ra đéo đâu ra. Cái điểm đạo tặc này nó không có đam. Lên này lên này. Mà nó ấy rồi. Mấy ông này cũng on nè. Bởi vì nó không hết on. Vô này tầng hình đi. Không, em không. Không có gì để chơi anh ơi, nhiều từ anh ơi. Vô không bằng lắm, vô đi. Đây, với khai cái dính nè, cái dính nè, cái dính nè, với khai dính nè. Thấy rồi, thấy rồi. Vô sau. Anh đi sau này. Chờ phát không tới ta. Chờ đi anh bút rồi, anh bút hết rồi, chờ đi. Anh xuống tầng cao rồi, chờ đi. Đấy, nè. Cái bot chán quá ta. Win mà chán. Quá chán. Bot đây phải. À, tôi đang chơi vàng nắp nha. Đi vừa đánh vừa lùi đi, Vừa đánh vừa lùi đi, để tút nha, Bắn đi. Bắn đi. Chọn người ta bé mình tiên hụt kìa. Châu vừa là gọi là level mát rồi, nên xí lâu nè. Tới đây. Tới kìa. Trời ơi. Chém này. Chém tay. Đang ngoài đá luôn mà nếu anh tì. Đúng quá gì cho mất. Anh tì. Vừa chết cái là có người ngưu danh có anh tì luôn. Đang quá. Hỏi thăm Henry à. Người tin hỏi thăm đi. Chào bằng Nhân Nguyễn à. Sao anh không dắt kêu hỏi bút cu không thôi giờ bỏ chưa dễ chờ.